mời cả nhà vào xem mai cúc thọ hương nở nha cả nhà ơi. Hoa rất là đẹp luôn nha. Trời ơi, cái cây nhỏ xíu nhưng mà hoa của nó bự như thế này đây cả nhà ơi. Đó, đây là cúc thọ hương nha. Bông rất là đẹp luôn. Đó, cả nhà thấy không? Và đặc biệt là cái giống này á, cái độ sinh trưởng của nó rất là khỏe luôn nha. Mình nuôi rất là mau lớn luôn và rất là dễ chăm ha. Cho nên là mọi người mà mới biết chơi mai á thì mua cái lô này về chúng ta chăm vẫn được ha. Đó, cả nhà thấy không? Hoa rất là đẹp, rất là to luôn nha. Và đặc biệt là cái màu của nó rất là tươi luôn. Tươi ơi là tươi luôn á. Đó, cả nhà nhìn nha. Cái cây nhỏ xíu thôi, em thấy nó cũng đang làm nụ nè. Đang làm nụ, thấy có mấy cái nụ nhỏ nhỏ thôi nè. Đó, và đặc biệt là cái hoa nó quá trời đẹp luôn nha. Đây là cúc thọ hương nha cả nhà. Cúc thọ hương nha, bông chùm. Bông chùm và đặc biệt là nhiều cánh. Và độ sinh trưởng của nó rất là khỏe mạnh ha. Thì em cũng xin giới thiệu với cả nhà, thì em được một cái lô cúc thọ hương của nhà em nhân giống ha. Cho nên là cây rất là phát triển mạnh luôn. Một cây rất là khỏe mạnh, cứng cáp ha. Thì em bán với giá chỉ có 70 ngàn một cây thôi nha. Và em ship từ 3 cây, 3 cây trở lên thì em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Còn nếu như lấy 10 cây thì em sẽ bao phí ship luôn nha. Ủa, 10 cây em tặng một cây chứ. 3 cây thì bao phí ship rồi. Và đặc biệt là cái gốc của nó thì được uống hết nha cả nhà. Thật sự ly đế hết nha. Nó có đế nơm nữa nè. Nói chung là nó tùm lum kiểu hết. Và cây nó rất là cứng cáp luôn nha. Có cây thì cũng có nhánh ha. Đó, đây là rễ của nó nha. Rồi, chỉ có 70 ngàn một cây thôi nha cả nhà. Chỉ 70 ngàn một cây thôi. Vậy em 3 cây thì em bao phí vận chuyển. Còn lấy 10 cây thì em sẽ bao phí ship, em sẽ tặng một cây luôn nha. 10 cây thì tặng một cây. Cây rất là cứng cáp nha. Cả nhà nhìn đây. Đó, cái cây nó phát triển rất là mạnh luôn. Đó, em sẽ quay vòng vòng cho ngay xem ha. Đó, 70 ngàn một cây thôi nha. Hoa rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, hoa của nó đây. Xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai chiếc chè bông nha. Em ship từ 3 cây trở lên và em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Còn nếu ai lấy 10 cây em sẽ tặng một cây nha. Đó, đây là hoa cúc thọ hương nha cả nhà, rất là đẹp luôn nha. Rồi, xin mời cả nhà xem ủng hộ cho vườn mai chiếc chè bông ạ.